Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu những cái chiếc xe đua MotoGP sẽ đi về đâu sau khi kết thúc mùa giải. Xe đua MotoGP được xem là những cái chiếc xe khởi đầu của rất nhiều công nghệ xe máy từ trước đến tận nay. Và đã bao giờ anh em tự hỏi rằng sau các giải đua đó kết thúc, những cái chiếc xe đua này đi về đâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau clip này nhé. Bọc cuối mùa giải, các tay đua và cả cái phi hành đoàn đã đến lúc ai ở đâu thì về nhà nấy, thư giãn cùng với gia đình hoặc tìm các hoạt động luyện tập liên quan đến cái bộ môn đua xe để sẵn sàng bắt đầu cho cái mùa giải mới. Những cái chiếc xe đua đã qua sử dụng sẽ được nghỉ ngơi. Nếu là một cái nhà máy vào cái mùa giải tới, họ thường có thể là sẽ bắt đầu sử dụng một cái chiếc xe đua toàn hoàn toàn mới với những cái cải tiến về mặt thiết kế lẫn công nghệ. Trong khi đó, các đội đua vệ tinh nhỏ hơn với ngân sách ít hơn có cái xu hướng làm mới những cái chiếc xe đua cũ họ đã sửa và thay đổi chúng để chuẩn bị cho cái mùa giải tiếp theo. Cái ngày xưa, các đội đua có thể cho các đội khác thuê hoặc bán đấu giá những nhà sưu tập yêu thích xe đua. Hầu hết trong số đó thường nhìn thấy những cái chiếc xe đua thời cũ hơn, đôi khi được trao cho những tay đua đã làm nên danh tiếng của đội. Ví dụ như hãng Honda, các mẫu xe đua cũ thường được trao tặng cho những tay đua độc lập, trong khi phía của hãng Ducati thì giữ lại các mẫu xe đua cũ nhằm nâng cấp hoặc sử dụng lại. Còn một trong số thì được bán cho các nhà sưu tập, viện bảo tàng hoặc nhà tài trợ. Còn về phía của hãng Suzuki, những cái chiếc xe đua cũ thường trở thành xe đua cho những cái đội đua thử nghiệm, một trong số được đưa vào cái phòng trưng bày. Riêng cái phía của hãng KTM, họ đã từng chủ động rao bán hai cái chiếc RC16 2018. Và đây cũng là lần đầu tiên một trong những đội đua MotoGP rao bán xe đua trên cái mạng truyền thông và dành cho người hâm mộ. Chỉ bất kỳ ai có thể sở hữu được em ấy với mức giá rơi vào khoảng 250.000 euro, tương đương gần là 6.7 tỷ Việt Nam đồng. Và đây là câu chuyện về những cái chiếc xe đua MotoGP. Có thể thấy rằng nhiều đua sẽ tận dụng tối đa trước và sau để loại bỏ nó khi đã quá đơn thời bằng cách bán, tặng hay là trưng bày. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.